liên tục ghi nhận truyền tải thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước để chuyển tải đến quý vị. Chương trình ngày mới tiếp tục cập nhật các trang báo. Trước hết là thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Theo thông tin trên báo Việt Nam Net, bắt đầu từ hôm nay 4 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 trong cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến. Việc đăng ký thực hiện trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thí sinh chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông viết tắt edu vn cho đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Báo Vietnamnet đưa tin để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi do học sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Còn học viên học chương trình giáo dục thường xuyên chỉ phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là toán ngữ văn và một bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thưa quý vị, gần đây xảy ra liên tiếp nhiều vụ trẻ bị đuối nước. Thủ tướng Chính phủ vừa gửi công điện yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Thông tin do báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trước đó về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước, nước cho trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo này. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học trước mỗi dịp hè. Đối với các địa phương phải ra soát lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa. Một thông tin y tế được báo tuổi trẻ đăng tải thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện dịch bệnh đã được kiểm soát, thành phố đã lên kế hoạch tạm ngưng hoạt động bệnh viện giả chiến 3 tầng số 14 và 16. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải vừa khám bệnh vừa lập khoa Covid-19. Theo báo tuổi trẻ, trong bối cảnh hầu hết người dân đã tiêm đủ các liều vaccine COVID-19, tình hình số ca mắc mới giảm, số ca nặng và tử vong giảm sâu, dịch bệnh đã được kiểm soát. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị COVID-19. Cụ thể, ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động, việc quản lý f0 tại nhà hiện nay do các trạm y tế đảm nhận. Với các bệnh viện giải chiến tuyến huyện, nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tạm một cơ sở chức năng làm bệnh viện giải chiến, thì hoàn trả công năng ban đầu. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường, vừa thành lập khoa đơn vị điều trị COVID-19 để điều trị người mắc COVID-19, đồng thời với bệnh lý cấp, mạng tính hoặc bệnh lý nền kèm theo. Tiếp theo là một thông tin vui trên báo Thanh Niên. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5, tình hình cửa khẩu phía Bắc có sự tín hiệu khởi sắc khi lượng xe thông quan tăng lên, kéo theo giá thu mua nông sản cũng có sự khởi sắc. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh niên, giá ớt ngày 4 tháng 5 tại một số tỉnh miền Trung đã tăng lên mức 30.000 đồng một ký, sau khi các cửa khẩu phía Bắc có sự khai thông, ớt được thu mua xuất khẩu nhiều hơn, kéo theo giá ớt tăng. Tương tự, giá mít sau một thời gian dài nằm ở đáy đã có dấu hiệu tăng lên tại một số tỉnh miền Tây. Hiện giá mít xuất khẩu loại 1 được thương lái thu mua với giá 8.000 đồng một ký, mít chợ cũng tăng lên mức 5.000 đồng một ký, dù vẫn chưa đạt kỳ vọng của các chủ vườn nhưng so với mức giá nằm ở đấy suốt 2 tháng nay thì đây là tín hiệu tích cực giúp các nhà vườn không bi quan chặt bỏ vườn khi chi phí tăng cao mà giá bán lại quá thấp.